Đầu tiên thì Ừ. đây là các bạn đã trả lời đúng câu hỏi phụ rất là khó. Thì xin chúc mừng nha. Còn các bạn không trả lời được thì cũng không sao nè. Vì chỉ là câu hỏi phụ để nhân đôi may mắn lên thôi. Vì cũng có thể là có trường hợp bạn trúng thưởng nhưng mà không cần nhân đôi may mắn. Còn quan trọng nhất mà bắt buộc mọi người trả lời thì là câu hỏi chính ấy. Cho nên tôi hỏi chính thì bình thường tôi sẽ để rất là dễ và có sẵn câu trả lời trong video. Còn đáp án video trước là Đắc Min và 17.070 sao. Còn câu hỏi chính ngày hôm nay là danh sách bạn bè của bạn mình chuẩn bị review có bao nhiêu bạn? Bạn này chụp khá là nhiều thứ và cũng được chụp ở ngoài sân vườn nữa. Như ở bên trong khung ảnh này thì có rất nhiều thứ bao gồm thảm, các món đồ sự kiện, đồ đập hộp và một số đồ trong cửa hàng nội thất nữa. Nhưng mình không vào được nhà bạn này, cho nên mình sẽ chỉ review nhân vật thôi nha. Giờ tôi thấy có hai món đồ như thế này thì không biết review kiểu gì. Ở trong này bao gồm có một bộ đồ Ngô Đào Dương từ hòn đảo mất tích và một bộ tóc búi cao nâu ở trong cửa hàng trang phục với giá là 18 kim cương. Như vậy là hết rồi. Biểu cảm lạnh nhạt đen là được tặng lúc mới tạo ách game cho nên là sẽ không tính nhé. Rồi mặc nguyên cây ngô từ chân lên đầu thế này thì review làm sao? Thôi để động viên, thì mình sẽ để bạn này là 6 trên 10 nha. Ký tường, Xin Chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Để mọi người dễ đọc hơn thì hôm nay tôi đã thay đổi dòng phụ đề. Dòng phụ đề hôm nay thay vì màu hồng nền xám như mọi hôm, thì tôi đã quyết định tách nhỏ từng câu và phóng to chữ lên. Và để chữ màu trắng viền chữ màu đen cho nổi bật và không có màu nền để mọi người dễ xem những gì đang xảy ra phía sau dòng chữ này. Đó, là như vậy đó. Mọi người thích sự thay đổi này không thì bình luận cho mình biết nha. Vì là mấy hôm trước đã là câu hỏi phụ để nhân đôi may mắn khó rồi. Cho nên câu hỏi phụ hôm nay sẽ là một câu hỏi dễ nha. Câu hỏi phụ ngày hôm nay là màu tóc của bạn mình review trước đó có màu gì? Cái này chỉ cần nghe kỹ là ra nè. Anh bi bạn này định làm lá cờ Việt Nam, cờ đỏ, sao vàng. Dành cho các bạn nào chưa biết thì bạn ấy trước đó cũng đã được lên TV một lần rồi. Đấy là ngày 24 tháng 10 cùng với một bạn khác. Còn mình nói là có thể các bạn được review rồi không thể quay chúng lần hai thì đấy cũng chỉ là xác suất thôi. Vì là khái niệm không thể nó khác rất nhiều với không có và không được nhé. Còn lý do tại sao tôi phải lưu danh sách lên TV mỗi ngày, ngoài là để thẳng tay phạt mấy đứa hay nói điều là em chưa được lên TV, thì tôi sẽ xem xét và lên kịch bản mini game nữa tặng vàng mỗi tuần. Giải nhất có thể lên tới 25 vàng và giải nhì là 8 vàng kèm theo một món đồ ngẫu nhiên tiền sao. Tất cả sẽ được tiết lộ sau khi tôi công bố video nhà tôi sau khi xây xong nhé. Nhà bạn này đang ở là căn nhà bìa, màu sàn nhà là màu gỗ, khả năng cao là được tặng. Còn giấy dán tường là màu xanh lá rừng cổ tích 7.500 tiền sao. Ở đây bạn ý dùng để làm phòng khách xem TV. Mọi thứ trang trí ở đây rất là gọn gàng và cũng khá chi tiết. Ở phía cửa sổ thì bạn ý có làm thêm một khu bếp nữa. Bạn ý đặt nền tông trắng toàn bộ từ bàn bếp, tủ lạnh, kệ để đồ nữa, khá hợp. Ở phía đối diện có một con cá chép và hai bể cá to nữa. Ở trên này thì hơi chật một tí. Bạn này làm phòng ngủ bao gồm có giường đơn, gấu bông, máy chơi game. Còn căn phòng nhỏ ở dưới góc thì bạn ý làm nhà vệ sinh. Nếu nhìn từ trên cao xuống thì ở ngoài sân bạn ý có mấy bể cá từ bé đến to, bể bơi nhân tạo kèm thác nước và có một cô chăm sóc thú cưng nữa luôn. Mình thấy nhà bạn này tuy nhỏ nhưng bạn ý cũng có sắp xếp mọi thứ theo một cách rất gọn gàng và chia đều các phòng và cũng đầy đủ các tính năng nhu cầu cơ bản hoặc thậm chí có cả trang trí cá hiếm nữa. Cho nên mình sẽ để bạn này là 8.5 trên 10 nhé. Tóc dài mộng mơ ở trong gói kỳ lân ảo mộng 200 kim cương. Khăn quấn đầu bếp lễ tạ ơn ở trong hộp thứ nhất của sự kiện lễ tạ ơn vàng ươm đang được tổ chức hiện tại. Áo khoác sơ mi bartender ở trong cửa hàng trang phục với giá 36 kim cương. Váy đồng phục thủy thủ ở trong cửa hàng trang phục với giá là 450 tiền sao. Giày bệt xám ở trong cửa hàng trang phục với giá là 300 tiền sao. Băng dính ở trong cửa hàng trang phục với giá là 1.800 tiền sao. Biểu cảm tăm bò nâu đậm ở trong cửa hàng trang phục với giá là 1.200 tiền sao. Bạn này phối đồ được, chọn tông màu đen trắng là chủ yếu. Cho nên mình sẽ để bạn này là 8 trên 10 điểm nhé. Ký tường, Xin Chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Bình luận đầu tiên của bạn gạo. Ồ, chị sao hồi trưa lúc em chơi game thì thấy chị cứ tường. Thật ra để tôi tí tường rất là dễ, thậm chí là siêu dễ luôn ấy. Ai muốn mình ký tường thì chỉ cần ký lại trên tường nhà tôi với nội dung mà muốn tôi ký, thì tôi sẽ trả lời lại. Trong lúc tôi quay video về lên kịch bản video thì sẽ kiểm tra thư và trích tường luôn. Vì trong lúc tôi chơi game thì gần như rất ít khi tôi trích tường và thư trong game lắm.
Bình luận tiếp theo, chúc chị xin chan 20 tháng 11 thật vui vẻ và may mắn. Đầu tiên chị cảm ơn lời chúc của em nhé, nhưng mà rồi chị chợt thắc mắc là không biết em có hiểu được ngày 20 tháng 11 là ngày gì không? Chúc tào lao khéo người xem làm mà tôi lại phải đi gánh chịu hậu của đấy. Bình luận tiếp theo của bạn Chí, em có vào được game đâu mà chị lại làm như thế, bố em không cho chơi. Dù sao đấy cũng chỉ là một câu hỏi nhân phẩm may mắn thôi. Như mọi người cũng đã thấy trong video này đã có hai trường hợp hy hữu được xảy ra đấy còn gì. Tóm lại là câu hỏi phụ để nhân đôi may mắn thôi, trả lời cũng được mà không trả lời cũng không sao. Cho nên là xem và tham gia cho vui vẻ nè, đừng căng thẳng quá. Bình luận này thì tôi trả lời như cách tôi trả lời bạn FB10 Hiner 10 Fafa từ 04 phút 53 giây đến 05 phút 06 giây nhé. Bình luận của bạn Gini trợ lý, em mới sửa được có xíu mà chưa gì đã 800 trên 1.000 món rồi. Ừ, nhà tôi cũng thế, cho nên là phải quẳng bớt một số đồ ở dưới mặt đất đi để lúc lên trên cao tìm đồ cho dễ. Làm vậy thì lúc xây ở trên cao thì đỡ mất công tìm nhiều đồ, mà thiếu số lượng chứa đồ thì lại rút bớt từ dưới mặt đất đi nè. Nếu làm vậy thì lúc xây nhà trên cao sẽ không bị mất thời gian tìm đồ, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Nói là như vậy chứ nhưng mà cũng hơn 500 trên 1.000 rồi. Bình luận cuối cùng, em không có 10 triệu em chỉ có trái tim rộng lớn thôi. Ý em là như thế này à? Ok, đã tiếp nhận thông điệp kỳ lạ từ vũ trụ gửi đến. Vậy nha, video dài rồi. Ba ba cả nhà, chúc cả nhà may mắn. Ba ba.